trời ơi, đơn giản gì đâu á. Không, cười đông đức, tao phải làm gì tao vậy? À, có làm gì đâu, ta chỉ sử dụng cái loại dây tơ nhện cứng nhất thế giới, ta dính ngươi lại lên trên cái cây thôi, bây giờ ta sẽ cho ngươi đứng ở đây mãi mãi luôn. Lên, đừng bắt em đứng đây mãi mãi, trời về còn phải quên tết nữa chứ, trời chưa được ăn mì bánh chưng nào trời. À trời ơi, anh em ơi, lần này mình đã bắt được con ngựa mặt ngu rồi, coi như từ nay ngựa mặt ngu coi như nó khỏi phá phách nữa. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quái. Yeah. Ok, thì anh em có thấy đằng sau lưng mình có gì không? Xin giới thiệu với anh em, đây chính là một cây khới. Trời, có nhiều bạn sẽ bị lầm, đây chính là cây xoài đúng không? Nhìn nó cũng giống cây xoài thiệt, nhưng thật ra đây chính là cây khới nha anh em. Đó, thì mình mới vừa trồng cái cây khới này trước nhà nè, thì mình cầu mong là một ngày nào đó sẽ có một con chim bay tới ăn một trái khới, trả cho mình một cục vàng. La 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 la. Ok, trời ơi. Ủa, cái cây khới anh em nhìn kìa, trời ơi, cháy ủa, cái cây khới anh em nhìn kìa, thấy không nè, trái của nó này chín hết, thấy không? Để mình hái thử một trái anh em xem nha. Đây, để mình lấy thử một trái cho anh em xem. Trời ơi, cái trái khới gì đâu mà nó cứng như cục đá vậy trời. Oh my god, đúng là Midiworm mà. Lấy ok, ở đây. Trời ơi, một trái khới này anh em nhìn nè. Ủa, cái trái khới gì đâu mình. Ủa, nó vàng, nó ngon ớn không? Ok, bây giờ mình sẽ vào nhà, mình lấy một cái rổ hay là một cái gì đó, cái móc hay cái gì đó, mình ra mình hái khới ăn coi. Trời ơi, ngon quá trời. Ok, bây giờ mình sẽ vào trong nhà mình kiếm coi có cái gì đó để đem đi hái mấy trái khế không ta, để xem coi. À, trong nhà mình bây giờ không có đồ gì có thể mà kiểu mà làm thành một cái móc để hái mấy cái trái khế hết à. Cái găng tay chắc mình sẽ để trong phòng đi, trời chứ mang cái găng tay theo mình sẽ kiểu bị vướng víu lắm. Đó, để cái găng tay vô cực ở nhà đi. Ok rồi, giờ đi ra xuống sao rồi, không biết sao cũng có cái gì để có thể mà hái khế không ta. Ôi trời ơi là trời, không có cái gì để hái khế cả. Thôi mình nghĩ là bây giờ mình ra mình trèo lên cây mình hái đại đi, cứ tưởng là sẽ có cái móc hay cái gì đó để hái. Trời ơi là trời, bây giờ lại không có móc gì hết. Thôi hái. Đây coi chứ. Hình như là nó có cái gì nó sai sai đây nè. Hình như chắc là mình mới đi vô nhà xíu mình bị ảo giác rồi. Để coi nhìn lại coi. Trời, mấy cái khơi của mình nó mất tiêu hết rồi. Oh my god, mấy cái khơi của tôi. Hồi nãy nhớ là quá trời trái khơi ở trên cây luôn mà bây giờ không thấy trái nào hết vậy. Tí gì vậy? Liên hải tiếp ăn coi. Ê, con ngựa mặt ngu. Mày, tao hiểu rồi. Cái cây khới của tao là do mày hái đúng không? Cái nãy hình nhảy tao nhớ là quá trời khới luôn. Mày hái khới của tao đúng không? Đâu, phải tao đâu. À trời, tao nghe rõ ràng, nhâm, trời ngon quá, lên hái trái nữa, tao nghe rõ ràng là mày. Vô tao nói mày nghe nè, mày nhìn nè, đây là bước bồng bắt đầu từ mở cửa vô là nhà của mày đúng không? Thôi, thì cái khế này ngoài phải nhà của mày đâu, tao hái tao ăn gì của tao chứ. Ủa, cái cây khế là cây của nhà tao nha, cái này là cái vườn của nhà tao mà mày vô dân quá. Nói chung là ăn một trái khế trả một cục vàng, nói chung từ nãy giờ mày ăn gì đó khế mày trả cho tao 80 cây vàng đi, hoặc 100 cây vàng cũng được. 80 cây vàng là biết tao ăn khế mày á, làm sao? Giờ tao ăn khế mày, vì hôm bữa mày đánh tao, mày đánh anh em tao, mày biến tất cả thành búp bê á. Hôm nay tao ăn tao trả thù đây. Sao? À, mày dám ăn trái khế của tao, mày còn bày đặt, mày còn chửi tao hả? Mày ngon, mày đứng lại đi. Con ngựa mặt ngu kia, đứng lại đi. Mày chạy nè, tao đánh mày chạy nè, tao chạy cho mày dí nè, mày vô đây, mày vô đây. Mày vô đây, đứng lại. Ê, giờ sao? Thà đánh thằng nào? Hôm nay tao gọi 500.000 anh em nhá. Hôm qua nha, mày biến tất cả mấy thằng này thành búp bê thôi. Tao kêu chúng nó này, gọi anh em họ này, anh em xã giao này, anh em bạn bè này, anh em con bà con cô dì chú bác, tao gọi hết tới đây. Bây giờ mày ngon, mày đánh đi. À trời ơi, hôm nay kéo cái đông quá à, để coi trời, đếm coi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nói chung là đông thiệt á, chắc là cũng cỡ vài trăm hàng á ha. Trời ơi, tao là Thanos mà mày tưởng là tao yếu lắm hả? Con ngựa mặt ngu kia, tao chỉ cần biến một phát một bọn nó thành búp bê hết cho coi. Hãy xem đây. Hồ biên. Ok, sao không biết hai búp bê đi, biến hai búp bê đi. Ủa, trời anh em ơi, chết rồi, mình để quên cái găng tay vô cực của mày ở nhà rồi, trời. Mày chết rồi. Dạ vậy thì dạ nha. Tạm biệt mấy anh, dạ xin tạm biệt, lần sau em ghé lại, dạ bye bye. Đừng quên đâu mà, em xin lỗi mà. Tha cho em lần này đi em mà. Ê, bây giờ mày đã thấy sợ tao chưa? Hả? Mày biết điều chưa? À,
à, con ngựa mặt ngu kia mày nhớ mặt tao á, lần sau mày sẽ chết với tao. Mấy thằng này mày kêu mấy thằng đàn em của mày đến đây quýnh tao một trận, mày nhớ mặt tao nha. Đâu á? Em ơi, nó kêu là mình phải giữ mặt nó kìa, cái đánh nó chặt nó coi. Rồi đó, được á. Tao bây giờ tao sẽ về nhà tao tìm cách tao trả thù. Hãy nhớ mặt tao đó. Nhớ cái con ngựa mặt ngu kia. Tức quá. Hãy chờ đó, trời ơi, cái bọn côn đồ này đã ăn cắp khới của mình rồi mà còn quýnh mình nữa chứ, trời ơi. Tức quá mà. Cái cây khới này của mình đang kiểu lần trước mình nọc cái chuyện ăn khới trả vàng, mình trồng cái cây khới ở trước nhà mình đang chờ cho con chim nó bay đến để mình nó ăn một quả khới nó trả mình cục vàng. Vậy mà bây giờ con ngựa mặt ngu nó ăn hết luôn, nó còn đập cho mình trận nữa. Tức quá. Nhớ mặt tao nha, ngựa mặt ngu. Toàn thân của mình đâu á. Ê trời, đâu không, mình không nằm ở đây được. Đau lưng quá, bị bọn nó đập cho một trận. Ê, tơi bời luôn, bây giờ chắc mình phải vô trong giường mình nằm thôi. Trời ơi, đau quá. Đau lưng quá. Ai bị đập cho một trận, đau thiệt đau luôn á. Ủa cái gì vậy, sao ngứa ta, cái đầu của mình nó dướng cái gì mà ngứa vậy. Ui trời. Ui cái gì vậy. Ui sao tự nhiên trong căn phòng của mình cái gì đâu mà. Hình như cái này là tơ nhện thì phải anh em ơi, để coi. Ui sao mà nó cứng vậy, nó cứng ghê luôn. Hình như cái này tơ nhện rồi, chắc là trong nhà của mình có một con nhện nó chui vô nhà mình nó ở để mình kiếm cái con nhện thôi. Mày đâu mày dám leo vô trong nhà tao, mày bắn tơ, mày đóng mạng nhện tùm lum la con nhện đâu mày. Mày đâu rồi, tức quá mà. Ui trời, nó còn bắn ở trên đầu của mình nữa nè, trời ơi là trời. Ui cửa nó còn nằm trên người. Ủa skin của mình nay đổi lão vậy. Ui anh em ơi, mình đã biến thành người nhện rồi, mình đã biến thành Spider-Man rồi. Wow, nhìn nè, nhìn skin thôi là mình nhận ra ngay, trời ơi, hồi nhỏ mà rất thích coi Spider-Man luôn, rất thích coi người nhện luôn, trời ơi. Đã. Ủa vậy chắc mấy cái tơ nhện này là do mình tạo ra đó anh em. Ui ghê nha. Ủa mà Spider-Man thì thường là phải bắn tơ nhện được. Ủa cái này là gì đây, cái này cái móc leo mà. Ủa cái này mình dùng tên làm tên nhà nè hả? Ui trời, được nè, bắn nè. Chiu, ui được hay nha. Đúng rồi, với lại là Spider-Man là phải gọi là sao ta? Leo tường được, bám tường được. Đúng rồi, để mình ra ngoài mình bám tường thử coi. Để thử nha. Đây là có bức tường rồi nè. Bây giờ mình sẽ thử mình bám tường thử nha anh em. Bám tường. Ui được nè anh em đó, mình leo tường được nè, bám được nè. Bám, trời ơi, đi qua đi lại. Ui, trượt xuống. Ui, lại coi. Ui được nè, bám được nè anh em. Đó, trời ơi, mình đi được nè. Leo lên nè, leo lên cao nè. Ui, ghê. Ui, vậy là mình có thể bám tường được anh em ơi, dữ nha. Ui, còn có cả mạng nhện nè. Chiu, ủa leo nè. Ui, trời. Đã, trời ơi. Vậy là bây giờ mình sẽ qua mình xử lý con ngựa mặt ngu bằng sức mạnh Spider-Man. Đúng rồi. Mình sẽ qua mình cho nó một trận mới được. Con ngựa mặt ngu rồi, lần này tôi sẽ cho mày biết tay. Đi cái đường này lâu lắm, bây giờ mình sẽ leo tường, mình đi qua trường luôn. Leo tường nè. Leo tường. Dễ dàng thôi. Ôi trời, qua được rồi nè. Con ngựa mặt ngu rồi. Con ngựa mặt ngu đâu? Ngựa mặt ngu. Đâu rồi ta? Quay, con ngựa mặt ngu kìa. Xin tự giới thiệu với mày, ta chính là Spider-Man. Spider-Man. Đúng rồi. Thằng bị con nhện nó cắn rồi nó biến thành cái thằng lọt trò chót hả? Đúng rồi, tao chính là chứ người bị. Này mày bị nhện cắn hả? Không, tao không phải là bị nhện mà bị nhện cắn, mà là mỗi lần tao ngủ dậy thì tao sẽ biến thành một người khác. Bây giờ tao đã biến thành Spider-Man rồi, lần này tao sẽ giết mày. Thôi chắc tao tin không bị nhạy cảm mà mới biến thành Spider-Man. Thôi chắc tao tin thôi. Ủa mà nhựa cắn này rồi tao biến thành nhựa đầy tay hả? Trời, đúng rồi ha. Anh em ơi, mình là con nhện, mình bị nhện cắn, mình biến thành Spider-Man, còn con ngựa mặt ngu là nó bị con ngựa cắn cho nên biến thành ngựa mặt ngu. Mình con ngựa tao thôi chấp 100 con nhện mày, tao đạp cái mày nó bét mày tin không? Trời ơi, sợ quá. Ủa mà đàn em mày đâu hết rồi, sao giờ còn có mấy thằng vậy? Mày quen tới rồi. Mày quen tới hả? Nhưng mà còn có mười mấy thằng, trời ơi, quýnh không đã tay đâu, trời ơi. Một mình con nhện mày á, từ ngoài chỉ cần hai thằng ra nó dí nó đạp rồi, nó đạp như này đó, nó đạp nhẹ, đạp mà mày chết rồi. Thử xem rồi, ngon thì nhào vô, trời sợ quá. Đâu đâu, nhào vô làm gì con nhện mà chẳng cần nó cho tao. Ok, nhào vô. Là đây, trời sợ quá, leo lên cây nè. Trời ơi, dí theo tao đi, trời ơi, dí theo tao đi. Nè, tao nè, dí theo tao đi. Trời ơi, sợ quá. Lại đây, trời ơi, sợ quá. Ok, hãy xem đây, tôi nhờ anh. Hey,
Ôi trời ơi, đơn giản gì đâu á, bọn nó dính vô hết rồi, đi xuống thôi. Bám tường nè. Ai trời, đơn giản gì đâu á. Ok, trời ơi, dính vô mạng nhện hết rồi mấy cưng ơi, tội nghiệp ôm. Trời ơi, bắt mấy đứa này dễ ẹt, chỉ cần bắn tơ nhện cái thôi là bọn nó dính vô hết luôn rồi. Ôi đơn giản gì đâu á, đơn giản như đen giỡn. Thôi còn ngựa mặt ngu rồi ta, nãy giờ không thấy nó đâu hết, đèn em của nó bị bắt hết rồi. Ngựa mặt ngu ơi, mày ơi, đàn em đâu, xử lý tao thấy xong chưa? Trời ơi, mấy thằng này hay dữ. Trời ơi, game này. Ê, ngựa mặt ngu, lại đây, nhìn nè, đàn em của mày bị tao bắt hết rồi nè. À, sao Nguyên đánh đàn em hổ báo là tao bây giờ mà thích chơi trong giống đàn việt đây. Ờ đúng rồi, tao ta xây một cái chuồng bằng tơ nhện, tao xích nó lại hết rồi đó. Bây giờ tới lượt mày nha, ngựa mặt ngu. Yeah! Hai, trời ơi, đơn giản gì đâu á. Không, cười không được, cho mày làm gì tao vậy? À có làm gì đâu, ta chỉ sử dụng cái loại dây tơ nhện cứng nhất thế giới, ta dính ngươi lại lên trên cái cây thôi. Bây giờ ta sẽ cho ngươi đứng ở đây mãi mãi luôn. Nên đừng bắt em đứng đây mãi mãi, chơi về còn về quên tết nữa chứ. Trời ơi, chưa được ăn mì bánh chưng nào trời. À trời ơi, anh em ơi, lần này mình đã bắt được con ngựa mặt ngu rồi, coi như từ nay ngựa mặt ngu coi như nó có khỏi phá phách nữa. À, có bạn nào mà muốn mình thả con ngựa mặt ngu này ra hãy bình luận cho mình biết nha. Bây giờ mình đã bắt nó rồi nè. À, và còn dám quậy phá đâu ngựa mặt ngu. Trời ơi, dính lại luôn, chạy đi, nhảy đi. Trời ơi, tưng. Không ra được đâu con. Trời ơi, kỳ nào ra được. Đây, tơ nhện này cực kỳ cứng luôn nha anh em, đặt bằng tay cũng khó ra lắm nha. Trời. Thôi rồi, bây giờ thì ngươi có dám hứa với ta là không được đi quậy phá đâu thì ta sẽ thả ngươi ra. Tôi sẽ không quậy phá nữa, sao làm đi quậy phá sao? Cái gì, tào lao thôi. Cũng kể đi anh em, bây giờ cũng đã Tết rồi, thôi mình cho nó về quê để nó ăn Tết đi, cũng tội đúng quá. Ờ đây còn cái miếng tơ nhện của mình hồi nãy nè, lượm lại. À, thôi tao không thả được đâu, tao bích lại luôn. Thôi được rồi, thôi thả nè, đứng em, trời ơi, đứng em đập ra cho. Rồi ơi, chỉ cái này chỉ có người nhện mới gỡ được thôi, chứ người khác là không thể nào gỡ được hết. Rồi ok, đi từ đập ra cho. Rồi. Đó, rồi ra đi. Đi ra. Chạy. Mày nhớ coi chừng tao, mày nhớ tao sẽ quay lại nhớ. Ơi, sợ quá. Bye bye. Trời ok anh em, thì hôm nay mình đã có thể trừng trị được con ngựa mặt ngu cùng với đàn em của nó rồi. Đàn em của nó bị mình bắt vô hết rồi nè. Đó, cho tụi mày chừa hết đi phá làng phá xóm. Đó, con ngựa mặt ngu thì tao còn thả ra, còn tụi bay tao cho ở đây luôn, trời mưa trời nắng rồi luôn, cho tụi bay ở đây khỏi ăn Tết luôn. Ok, từ nay khỏi đi phá làng phá xóm nữa nha. Đó, thì ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Team Mi TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero bọn mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye bye anh em, coi nè, Spider-Man leo tường nè, leo tường ghê. Nè mình leo qua đây nè. Trời ơi trời, đơn giản đúng là Spider-Man đẳng cấp có khác. Ok, bye bye, tạm biệt mọi người, yêu anh em vãi nồi.